các bạn thân mến, cũng như hạt giống được ươm trồng nảy lộc và vươn lên xanh tốt, men phục sinh cũng được đức cha quý cha phù ấp trong lòng giáo phận. Năm 2006, chương trình Men Phục Sinh bắt đầu chính thức hoạt động và tính cho đến nay đã tròn 10 năm tuổi, một chặng đường để lại nhiều dấu ấn trong sự phát triển của giáo phận. Hôm nay, tất cả các bạn giáo lý viên trên toàn giáo phận, những người đã cùng Men Phục Sinh bước đi dù ít dù nhiều và đang hiện diện nơi đây chung quanh người cha chung của giáo phận chúng ta, xin kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại những dấu ấn trên chặng đường đã qua. Kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ, chúng sinh, ứng sinh và toàn thể các bạn giáo lý viên thân mến, đúng vào ngày 12 tháng 6 năm 2004, đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Thanh Hóa. Là một người con của giáo phận, sau một thời gian dài bôn ba, nay trở về trong cương vị giám mục, hồng ân ấy thật lớn lao nhưng trách nhiệm cũng thật nặng nề. Đứng trước thực trạng đất nước trong những năm 50 đến 90 của thế kỷ 20, mặc dù đức cha cố Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, người đã gây dựng được khá nhiều những thành quả cho giáo phận, tuy nhiên, về mặt nhân sự giáo phận Thanh Hóa còn thiếu thốn rất nhiều. Ở thời điểm bấy giờ, các sinh hoạt tâm linh chỉ mang tính cầm chừng, việc dạy học và học giáo lý cũng khá trì trệ. Chủ yếu các em học ở nhà với cha mẹ của mình, các lớp giáo lý tại giáo xứ, giáo họ thì tương đối ít. Đứng trước thực trạng ấy, trong niềm thao thức của một vị chủ chăn, đức cha đã cho ra đời chương trình đào tạo mang tên Men Phục Sinh, được chính thức đi vào hoạt động năm 2006. Chủ đích của chương trình là đào tạo nhân sự cho giáo phận, mà mục tiêu trước mắt cụ thể là đào tạo đội ngũ giáo lý viên. Công tác với ngài có cha tổng đại diện Pedro Vũ Tiến Phúc, cha bề trên tiểu chủng viện Giuse Vũ Thanh Long, quý cha phụ trách thánh nhạc, giáo lý và nhiều cha phụ trách các ban ngành khác có liên quan. Ngoài ra còn có một đội ngũ giảng viên đông đảo là quý chủng sinh, quý sơ dòng bến thánh giá Thanh Hóa, quý chú ứng sinh và cùng toàn thể các bạn giáo lý viên trên toàn giáo phận. Con xin tự giới thiệu, con là Pedro Vũ Đức Tin, phóng viên Men Phục Sinh 2015. Con xin cảm ơn đức cha vì đã nhận lời mời cuộc phỏng vấn này. Trước tiên, con xin được hỏi đức cha. Chương trình Men Phục Sinh là một sáng kiến của đức cha nhằm đào tạo mỗi người giáo viên đa năng để phục vụ giáo hội cách riêng cho giáo phận Thanh Hóa. Vậy đức cha có thể giải thích cho mọi người được rõ về ý nghĩa của cụm từ Men Phục Sinh? Men Phục Sinh thì chúng con cũng biết là nó là một cái sự lắp ghép hai cái ý tưởng của Phúc Âm. Ý tưởng thứ nhất là ý tưởng về men, chính là trong Phúc Âm Thánh Luca đoạn thứ 13 câu 33. Ý tưởng thứ hai là ý tưởng về sự phục sinh. Thì hai cái ý tưởng được ghép với nhau bởi vì trong cái thời điểm mà khởi xướng cái men phục sinh lần đầu tiên thì ta nghĩ tới một cái viễn ảnh tất cả các linh mục tương lai, tức là các đại chúng sinh, các ứng sinh, rồi các nữ tu tương lai, tức là các sơ khấn tạo bên nhà dòng sẽ trở thành những chiến sĩ đem cái tinh thần phúc âm với cái sức mạnh của Chúa Phục Sinh và lên đường để gieo vãi cái niềm vui cũng như là cái tin mừng của Chúa cho mọi người trong giáo phận. Năm 2006 là năm đầu tiên chương trình được thực hiện. Trong năm này, nội dung thánh nhạc và sư phạm giáo lý được tổ chức làm hai đợt đan xen nhau tại 6 giáo hạt và có khoảng hơn 1.000 học viên tham dự. Năm 2007-2008, hình thức tổ chức như trên một lần nữa được áp dụng
và đã có nhiều thành quả tích cực trong phương pháp tổ chức, điều hành cũng như về nội dung đào tạo. Từ năm 2009 đến năm 2012, hình thức đào tạo được thay đổi. Hai nội dung căn bản là giáo lý và thánh nhạc được kết hợp và đào tạo chung trong một khóa học. Năm 2009, Men Phục Sinh được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 27 tháng 6 tại các giáo xứ Phong Ý, Sầm Sơn, Tam Tổng, Chính Tòa, Đạt Giáo và Ba Làng. Số học viên tham dự khóa học là 700 học viên. Năm 2011, Men Phục Sinh được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 28 tháng 6 ở các giáo xứ Sầm Sơn, Tam Tổng, Kẻ Dừa, Kẻ Bền, Ba Làng và Hữu Lễ. Tổng số học viên tham dự khóa học là 650 học viên. Thank you.
Từ năm 2013 đến 2015, chương trình Men Phục Sinh được tổ chức tại Tòa Giám mục Thanh Hóa. Năm 2013 đến năm 2014, nội dung đào tạo được phân làm 3 cấp. Cấp 1 dành cho những em lần đầu tiên tham gia, những em đã học cấp 1 sẽ học cấp 2 và những em đã học cấp 2 trở lên sẽ học cấp 3. Năm 2013, khóa học diễn ra từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 6. Số học viên tham dự là 777 em. Năm 2014, khóa học diễn ra từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 6. Số học viên tham dự là 693 em. Năm 2015, khóa học diễn ra từ ngày 9 đến ngày 23 tháng 6, số học viên tham dự là 553 em. Năm 2015, đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình đào tạo, Men Phục Sinh tròn 10 năm tuổi, đặc biệt luôn có sự đồng hành trực tiếp của Đức Cha, nhờ đó mà nội dung, phương pháp đào tạo có nhiều đổi mới, đã và đang tạo đà đi chắc chắn cho chương trình Men Phục Sinh trong tương lai. Những hình ảnh vừa rồi đã cho chúng ta được chiêm ngắm những khoảnh khắc đẹp về Men Phục Sinh với những ngày tháng đã qua. Hôm nay, nhân kỷ niệm Men Phục Sinh 10 năm tuổi, xin mời tất cả mọi người cùng nhóm phóng viên chúng tôi đến gặp gỡ, trao đổi với những nhân vật đã từng gắn bó với Men Phục Sinh. Con xin chào cha. Thưa cha, có thể nói rằng cha là người có nhiều duyên nợ đối với chương trình Men Phục Sinh của giáo phận Thanh Hóa. Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy và điều hành chương trình Men Phục Sinh, giờ đây trong tư cách là cha chủ tịch ủy ban giáo lý, cha có nhận định như thế nào về những thành quả cũng như những hạn chế cần khắc phục của Men Phục Sinh? Dạ vâng, thưa thầy, đúng và như thầy nói, chính bản thân của con đã từng gắn bó cách trực tiếp hay là gián tiếp với Men Phục Sinh trong gần 10 năm, thì con nhận thấy rằng cái thành quả đầu tiên đó là anh em chủng sinh, ứng sinh, rồi quý sơ có cái cơ hội để làm việc chung với nhau, tạo cho nhau cái niềm vui cũng như là cái kinh nghiệm phục vụ khi bước vào công việc, vào sứ vụ. Cái niềm vui thứ hai mà con cảm nhận thấy đó là sau những khóa men, các em trở về với giáo xứ, nhiều em đã bắt đầu đứng lớp được. Rồi trong đó nhiều em cũng lần đầu tiên tham gia men, các em có những cái kinh nghiệm về tri thức, về thiêng liêng, nên sau khóa men các em bước vào đời, nhất là vào đại học, các em thấy chững chạc hơn, trưởng thành hơn các bạn không được tham gia men. Cái niềm vui nữa đối với con đó là khi mà các em sau những khóa huấn luyện men thì các em không chỉ
và trở thành những giáo lý viên như nhiều em đã tìm thấy ơn gọi qua cái cung cách sống của các thầy, các sư, các chú, và các em đã dấn thân dâng mình cho Chúa trong chùa viện cũng như là trong các hội dòng. Đó là niềm vui mà chính bản thân của con cảm nhận thấy, và đó cũng là thành quả của men đem lại. Bên cạnh đó có những hạn chế mà chính bản thân của con thấy, đó là lúc ban đầu chưa có thói quen làm việc chung với nhau. Chính vì vậy cũng gặp những khó khăn cách này cách khác, cá nhân hay là các tổ với nhau, nhưng dần dần tất cả đều được khắc phục. Cái điều thứ hai mà con cảm thấy khó đó là đây là một chương trình mới và lạ. Chính vì vậy, từ khâu tổ chức, ăn uống, rồi đặc biệt là việc soạn thảo chương trình và tài liệu cho khóa huấn luyện không phải dễ dàng đối với các cha, nhưng mà đặc biệt khó khăn đối với các thầy, các sư và các chú. Bởi vì trong năm học, quá trình học đã kín, đã dày, và mùa hè để tiếp tục phải làm những chương trình đó nên là vất vả một chút. Tuy vậy, con hy vọng sau lần kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của men phục sinh thì con thấy khâu đó đã được cải thiện một cách rõ ràng. Hy vọng rằng men phục sinh sẽ có những bước vững mạnh và hướng đi chắc chắn trưởng thành trong tương lai. Con xin cảm ơn thầy và xin kính chào mọi người. Xin chào thầy. Được biết thầy đã từng là học viên men phục sinh, giờ là một chủng sinh trong tư cách là thành viên ban giảng huấn. Vậy là người đã trưởng thành từ môi trường men phục sinh, thầy có thể chia sẻ cho mọi người được biết men phục sinh có ý nghĩa như thế nào đối với thầy? Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức và lời chào thân ái tới tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình này. Trước đây, tôi cũng đã từng là giáo lý viên của giáo xứ. Tôi cũng đã cố gắng để tìm hiểu những kiến thức về giáo lý trong khả năng của mình để có thể chia sẻ cho các em trong những giờ giáo lý của ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn về khả năng giáo lý thì hạn hẹp mà phương pháp sư phạm thì chưa được huấn luyện, nên cái hiệu quả đạt được không cao. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ là những câu hỏi thưa trong lòng mà thôi. Nhận thấy được điều đó, Đức Cha Giáo Phận đã mở ra chương trình Men Phục Sinh đào tạo giáo lý viên cho Giáo Phận vào năm 2006. Và tôi rất là may mắn được tham gia khóa men đó, và tôi đã tham gia một cách rất là nhiệt tình. Không lâu sau đó thì hiệu quả men đã đạt đến trong tôi rất là cao. Từ kiến thức về giáo lý đến khả năng sư phạm, từ kỹ năng của người quản trò cho đến ca trưởng. Từ đó tôi có thể, những hành trang đấy làm cho tôi có thêm kiến thức để giúp cho các em trong công việc giảng dạy của mình. Và men phục sinh cũng đã tác động không nhỏ đến hành trình ơn gọi dâng hiến của tôi. Nhờ men phục sinh mà tôi đã cảm nhận được niềm vui trong cuộc đời hy sinh và phục vụ. Giờ đi với tư cách là thành viên của ban giảng huấn, tôi cảm nhận được rất là nhiều niềm vui trong công việc giảng dạy của mình. Và tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những chia sẻ về những khó khăn và thuận lợi trong các công việc giáo lý của các em. Nhờ đó mà tôi có thể có thêm kinh nghiệm để chia sẻ và giảng dạy với các bạn giáo lý viên. Các em cũng không có cố gắng lắm. Thì sự mong muốn của con với tư cách là một giảng viên là muốn rằng tất cả các em đến đây là chắc chắn là các em tự nguyện và muốn hiến mình để cho phục vụ giáo xứ cũng như là giáo hội. Nhưng mong muốn rằng các em sẽ cố gắng hết mình để học hỏi những gì mà các thầy, các sư cũng như các chú truyền đạt lại, để các em trở nên một giáo lý viên đa năng như lòng mong ước của Đức Cha là cái chú chăn. Thank you.
Men Phục Sinh là một chương trình đào tạo giáo lý viên thường niên của giáo phận Thanh Hóa. 10 năm nhìn lại, Men Phục Sinh đã đạt được những thành quả nhất định. Để Men Phục Sinh tồn tại bền vững và ngày càng phát triển, Đức Cha có dự phóng gì cho chương trình Men Phục Sinh trong tương lai? Cái dự phóng mà có lẽ cha sẽ theo đuổi cho tới cùng, tức là làm thế nào để cái lò đào tạo Men Phục Sinh có thể cung cấp cho giáo phận cái nhân sự trẻ, thứ nhất là cái nhân sự giáo lý viên, thứ hai là để chuẩn bị cho họ một ngày nào đó họ có thể trở thành những người phục vụ tất cả các cái ban ngành đoàn thể, kể cả hội đồng giáo xứ của giáo phận. Dự phóng thứ hai là cha cũng muốn là qua cái Men Phục Sinh này thì giáo phận sẽ có một cái bộ giáo lý riêng cho giáo phận, và cái bộ giáo lý riêng cho giáo phận thì lồng ghép vào đó nó cũng là một cái phương pháp đào tạo Men Phục Sinh mỗi lúc một hoàn chỉnh hơn. Thì không biết là trong những năm tới này thì sẽ thực hiện được mức độ nào, nhưng mà cái mục tiêu theo đuổi lâu dài trong tương lai đó là cảm ơn mới trình bày của mình. Con xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của Đức Cha. Xin kính chúc Đức Cha luôn bình an, mạnh khỏe, sáng suốt và khôn ngoan để lãnh đạo giáo phận Thanh Hóa trong tinh thần hiệp nhất. Và cũng xin Chúa chúc lành cho những dự phóng của Đức Cha trong tương lai. Xin cảm ơn và chào tất cả mọi người.